trận. Rất đẹp không ạ? Nếu như bóng đi vào trong thành thì đó sẽ là pha bóng hiểm đầu tiên của các cầu thủ danh nhân thị trấn Lập. Người vừa tung ra bước điểm rất nhanh đó là tiền đạo mang áo số 10 Trương Thủy. Đầu tiên mà các cầu thủ thị trấn Lập thi đấu. Duy Nguyễn, xuất sắc không đây. Vậy sẽ là một cú đá bán đầu tiên trong trận thi đấu hôm nay dành cho các cầu thủ danh nhân của thị trấn Lập. Này những gương mặt trên sân gần như cũng đã rất quen thuộc của giữa. Rất đáng tiếc bóng đã không đi vào trong khung thành ở trong tình huống rồi. Nếu như thấp Phú Dương. Rất đáng tiếc ở trong pha bóng rồi. Rất đáng tiếc. Xin chút nữa thì người ghi bàn thắng đầu tiên của giải bóng đá hôm nay là trưởng ban tổ chức công dân thân thể. Rất đáng tiếc. Phú Dương. Vẫn là Phú Dương chân trái không vào. Nếu như thu sớm vào đó là pha dứt điểm của Phú Dương nhưng bóng đã đi ra bên ngoài. Nỗ lực đó là Nguyễn Tuấn Anh. Trung tuyến bắn bay rất đẹp không vào. Rồi quyền đầu tiên vượt thuộc về thủ cao to nhất ở trên sân vào lúc này đó là Nguyễn Văn Mạnh thủ đã khoác áo số 99. Vũ Dương xử lý rất kèo. Vũ Dương tiến đây chân trái. Vũ Dương không hiểu sao lại không thể đưa bóng vào lưới cho một cú lĩnh. Chân trái là chân sở trường của Vũ Dương nhưng pha vào đá quý thủ đối phương lại không thể nào lấy bóng ở từ chân anh. Duy Nguyên rất đẹp không được. Đáng tiếc quỹ đạo của trái bóng vẫn từ từ đồ áo số 10 vẫn là người nắm giữ nhiều cơ hội nhất của đội bóng với nhân thì chiến đấu của tập đoàn Thuận. Khá nguy hiểm, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, các ơn không có thủ nào thế này cả. Cuộc phá bóng là làm thoát tìm các thủ của Thuận Thị Lâm. Duy Tết Văn Tết đội bóng đang công hiến cho khán giả những người vừa trên sân một trận đấu rất hay. Nếu như là thành người thì tôi đã nhận thấy ít phút trước đó sau rất nhiều những nỗ lực những điều của em sân thì cuối cùng Phú Duy Tiên đội không phải Phú Dương đội trưởng của đội bóng Gia Nhân Thị Thiên Đông ở trong pha bóng đội anh đã kéo léo đội bóng vào góc khó của tay của thủ môn Văn Nam mang về bàn thắng tiên. Mạnh Cường rất bình tĩnh. Mạnh Cường chút xa cầu thủ mới vào sân vừa lại có cú chút xa chính xác đầu tiên thế nhưng điều đó chưa đầy đủ khó để gây khó khăn đối với thủ môn Phú Dương. Không được rồi. Vâng và đúng lúc này thì trọng tài Trần Quốc Minh ông đã đổi còi gấp lại thì đúng tiền. Là lão tướng đội trưởng và áo số 10 Nguyễn Khắc Hưng. Vâng và như vậy em thứ hai chúng ta cũng đã chính thức bắt đầu rồi. Di chuyển rất khỏe. Di chuyển lao những một mũi tên ở bên phía là cánh phải. Các anh không có thắng. Vừa qua một cơ nhưng mà một người lý rất gần. Tấn công. Căng vào. Phú Dương chân trái. Trong pha bóng rồi thì chân trái của Phú Dương lại một lần nữa phát huy hết công lực. Một pha bóng mà anh đã thể hiện sự tinh tế của mình sau rất nhiều những nỗ lực và những dứt điểm thiếu chính xác. Anh đã nhận được cách biệt dành cho các cầu thủ nhân viên chiến đấu. Phú Dương không vào. Một bàn phá xuất sắc của thủ môn Văn Nam. Đây là thủ môn đang có một ngày hoạt động vất vả nhưng sự nghiệp vô cùng lớn đến từ các cầu thủ nhân của thị trấn Lập ở đây. Quang Hưng đánh đầu không có đá trong pha bóng rồi. Một vòng diễn ra rất nhanh. Bóng đã đi chết cốt ra ngoài. Rất cao. Một viên nắng đập cho cô. Một cầu thủ trẻ của Gia Nhân Điện Biên vừa có cơ hội ghi bàn đó là Văn Nam. Tiến công. Phú Dương. Phú Dương và Gia Nhân Điện Biên là hai chủ lên công phải đủ rất tốt của Thị Thiên Lan. Phú Dương
tuy nhiên rồi thì Vũ Dương chính là người thực hiện tình huống đánh bóng vừa rồi khi kiến tạo cho công nhận căng bóng vào tuyến hai dành cho Duy Kiệt. Anh thoải mái đem bóng vào khung thành gần như bị bỏ trống, một đường chuyền bóng rộng cố dành cho Duy Kiệt ghi bàn thắng thứ ba cho các cầu thủ Thanh Trì Đầm. Bên phía các cầu thủ của Thanh Trì Đầm có sự tận người Nguyễn Thế Hiếu mang áo số 2 vào sân. Vũ Dương chiến thắng Thế Hiếu, cú sút đầu tiên của Thế Hiếu rất nguy hiểm. Ngay khi vào sân thì Thế Hiếu đã thể hiện sự nguy hiểm của mình bằng tình huống dứt điểm ở bên phía anh Lạc cánh phải. Duy Kiệt rất nguy hiểm, đây là Duy Kiệt. Một bàn nam có bàn ra vào hợp lý. Thế nhưng ở trong pha dứt điểm thứ hai vẫn đang có bàn thắng, vẫn là Vũ Mạnh Dương. Bàn thắng thứ ba của anh trong trận thi đấu ngày nay và bàn thắng thứ tư của các cầu thủ Nhật Thị Trấn Đầm. Phạm Mạnh Cơn, Văn Nam và phản công bài bản của các cầu thủ Yên Tiến chân trái. Tuyến đây, hai cầu thủ chơi rất tốt bằng cái chân trái của mình là Mạnh Cường cũng như là Văn Tuyến cũng đã không thể ghi bàn. Và như vậy tiếp tục có sự tận hưởng đến Thị Trấn Đầm. Trần Công Nhân, Đỗ Tiến Cường, Vũ Duy Kiên. Lần này, và như vậy lần này thì cầu thủ Vũ Duy Kiên đã làm được một điều mà trước đó anh đã rất nỗ lực dành cho Thế Hiếu. Nhưng lần này thì là một pha kiến tạo sắc như dao cạo và một pha chuyền bóng gần như loại bỏ toàn bộ hàng thủ đối phương giúp cho Nguyễn Thế Hiếu ở một vị trí không còn ai để theo kịp. Anh đang bảo chiến thắng cũng đã nằm trong sự kỳ vọng của ban huấn luyện bóng rồi. Duy Kiệt một pha và đúng lúc này thì trọng tài chân cho mình đồng đã đổi xoay chấp lại thi đấu thứ hai, kết quả chung cuộc bằng 5 bàn thắng có được với một hat-trick của đội trưởng Vũ Trường, 5 thắng của Nguyễn Thiếu và Vũ Duy Tiên đã khép lại một trận đấu tưng bừng của các cầu thủ doanh nhân Thị Trấn Lâm trong chiến thắng 5-0 trước các cầu thủ doanh nhân của Yên Tiến.